Ngày 23 tháng 8, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây hoạt động sản xuất mua bán văn bằng chứng chỉ giả qua mạng Internet. Trước đó, ngày 17 tháng 8, A05 và C02 đã triển khai đồng loạt 7 tổ công tác khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời, công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên không gian mạng. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu 604 phôi bằng giả các loại, 13.106 tem giả, 151 loại giấy tờ giả đã in ấn và 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 14 máy in màu, máy scan, máy ép nhựa, 97 con dấu giả. Qua điều tra, đường dây này do Nguyễn Ngọc Hiệp, sinh năm 1989, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Ngọc Thuận, sinh năm 1994, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cầm đầu. Đàn em của cả hai gồm Nguyễn Nhật Long, Phạm Viết Luật, Trần Đức Thiên và Nguyễn Ngọc Hà. Các đối tượng đã lập fanpage, chuyên làm cà vẹt, để rao bán. Nhận làm nhiều loại bằng cấp giấy tờ giả, gồm hộ chiếu, bằng lái xe, đăng ký xe, bằng đại học giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm ngân hàng, vân vân với giá thành từ 500.000 đồng đến 6 triệu đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án. Cục A05 đề nghị người dân không đăng tải hình ảnh các loại giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ lên các trang mạng xã hội, vì rất có thể đó là khởi nguồn để tội phạm lợi dụng làm giả giấy tờ để lừa đảo.